Egypt Roman, hai Roman. Đó. Như vậy cả núi anh đã fit rồi, cả coi lẫn thể lực của mình. Bây giờ tôi vào thay anh một trận. Đây là máy máy zip của anh Thắng Đẹp Dai vào năm. Và bài này anh có đánh cung hay không? Hôm nay thì không tiếc, anh hơi tiếc là không có anh đại ca của team, đó là anh Pep. Anh không cho view, đen. Đây là Roman đến từ game thủ màu 7 Hòa LV, bạn anh Thắng. Tiếp theo nữa là Roman nữa, game thủ màu 8 của bồ câu trắng trong cánh. Bài này thì sáu là Kata và bên kia có Baby Roman Minwan rồi con gì đó. Roman màu 8 là bài đang khá được của mình. Liệu màu 8 có dâng L để cho Egypt đánh cung trận đấu này hay không? Vâng, tôi nhìn thấy anh núi anh ấy để cái đồng hồ trông như kiểu anh không có não vậy. Không, đồng hồ để dưới này thì nhìn cái gì? Vâng, che hết cả toàn bộ vâng, cái đẹp nhất rồi. Cắt dân gian bầy hiêu dưới này, kích đời ở 9 tròn. Rồi ra đến với bồ câu trắng thôi. Đang dâng lời rồi. Vâng, nếu mà thế bài như thế này thì một trong hai nhà đầu cánh của chúng ta sẽ hơi xa nhà đối phương một chút. Chúng ta thấy nhà đội bạn sẽ từ 12 giờ trải xuống 6 giờ. Rất rộng. Mình thì thực sự chỉ một khoang khoang một nhúm thôi. Dâng L, không biết đầu cánh của bài, và tại thời tiết tại Dũng Quán Ba đang quên quán Vlog Club đang mưa to. Quá là to luôn. May hôm nay đi taxi anh vợ anh Vượng. Anh em đi taxi không thì cũng là vỡ mồm luôn. Một bài kích 92x đến từ game thủ bồ lão bồ câu trắng. Vâng, lưng công nghệ cho con giò và chú ý là đi vào vàng. Một cái giáp khá chắc chắn. Sẽ có công giáp đầy đủ và lực siêu khỏe dành cho Roman trận đấu này. Con giò sắp ra rồi.
chạy xuống 6 giờ một tơn rồi xem có đội bạn đây không. Chưa thấy gặp ai. 25 luôn. Đây là màu 2. Roman đầu cánh. Roman đầu cánh Egypt và đã đào vàng rồi. Mới có 4 tấn đào vàng thôi. Đây là ông bầu lục, ông bầu 6. Ông bầu chào ngày mới của game của Clan Scarlet. Vâng, mới có từng đây dân. Đây có dò công thủ ít nhất ăn được 3 dân của bầu bầu lục. Vâng, để ý con dò anh ơi. Rồi, như vậy là 5-6 con dân của game thủ màu 2 đã nằm xuống rồi. Rồi, sốc nốt đi, khổ. Vâng, đã thương thì thương cho chót. Vâng, triệt xả nó luôn. Kích bánh xe. Rồi, màu 2 cũng vừa nhảy đời thôi. Vâng, ăn 2 con hiêu rồi sao? Hơi phí BS một chút. Vâng, dân, tìm dân ăn hoang. Một khoanh ruộng của game thủ của bầu 6. À đây, vẫn chưa bò. Thanh niên hơi cứng. Không, bò rồi. Úi giời, một P thủ chăng? Đi ruộng, đúng rồi. Để ý bãi quả xem ăn hết chưa. Anh bầu câu trắng. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Ôi, mặt. Mặt mày. Tôi bảo để ý bãi quả. Ôi, chém đi. Rồi, rồi ông đập đi, đây là con chém công thủ mà chém nó đổ sát dân nó cực kỳ cao. Vâng, làm vài con dân bên trong, điều khéo dò vẫn ăn được 2-3 con dân bên trong. Rồi, tốt lắm. Tiếp tục đi vào cái ha. Vâng, con dò bên trong nó cực kỳ nhức nhối, dành cho Roman. Vâng, chết dò rồi, vẩy ra trong không anh? Vâng, Lý Thông đi sai. 1-0 ở trong xe đấu ơi. Quá nhanh. Vâng, xem một hành máy thì biết được đấy yêu rồi. Vâng, màu 8, màu 7 lên đời quá sớm so với phần còn lại. Vâng, anh Hòa là V. Kin quá nhiều luôn. Vâng, quên không xem anh. Anh Thắng đẹp dài như kin không thì phải. Vâng, hình như anh Thắng đẹp dài là kin không mà cần phê bình đồng chí này. Và chúng ta đến với trận yếu thứ hai thôi, và trong xe này có 102 thôi. Các bạn chú ý.